each of our contestants. So let us begin. Và Andy xin mời thí sinh số 11. Thí sinh số 11, câu hỏi của bạn là: người Việt Nam có một văn hóa rất phong phú. Nếu em chỉ được bảo toàn một điều trong văn hóa Việt Nam thì điều đó sẽ là gì và tại sao? Name one aspect of the Vietnamese culture that you would most want to preserve and why? Trước khi trả lời câu hỏi, em xin kính chào quý vị và ban giám khảo. Và để trả lời câu hỏi, em văn hóa Việt Nam, nếu như em muốn bảo toàn thì sẽ bảo toàn một chiếc áo dài. Bởi vì con gái người Việt Nam ai khoác lên áo dài cũng đẹp như tiên, phải không quý vị? Dạ, em xin cảm ơn. Xin cảm ơn thí sinh số 11 và xin quý vị hãy cho thí sinh số 11 một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, đi xin mời thí sinh số 5 lên đây. Người Việt Nam sống trên đất Mỹ, văn hóa nào đã ảnh hưởng em nhiều nhất trong cuộc sống? Being a Vietnamese American, which culture played a more significant role in your life and why? Trước hết, Thúy Quỳnh xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Việt Nam sống ở nước Mỹ, em tin rằng truyền thống Việt Nam có vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Từ lúc nhỏ, em được ba mẹ dạy rằng uống nước nhớ nguồn. Em luôn luôn nhớ câu này. Em luôn luôn người Việt Nam, mình phải nhớ nguồn gốc của mình. Dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn thí sinh số 5. Và em chị xin mời thí sinh số 3. Thí sinh số 3, câu hỏi của bạn là: em có phẩm chất gì làm cho em là người xứng đáng nhất trong vai trò Hoa hậu Việt Nam Sacramento? What is one quality about yourself that makes you the best candidate for Miss Vietnam Sacramento? Thank you, Angie. Thank you, Lisa. Trước khi trả lời câu hỏi này, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với toàn thể quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Để trả lời câu hỏi này, trong lớp luyện tập và trong những lần luyện tập chung với các thí sinh, em thấy tất cả mọi thí sinh đều có phẩm chất để trở thành một người hoa hậu. Nhưng theo em, phẩm chất xứng đáng nhất của em để trở thành một người hoa hậu là có thể đóng góp sức
cho cộng đồng người Việt Nam và có thể đem bản sắc văn hóa của dân tộc mình đến cho tất cả các thế giới, nước trên thế giới khác. Và theo kinh nghiệm và sự trang bị thật kỹ càng của em với tấm lòng cầu tiến thì em nghĩ rằng em có khả năng trở thành một người hoa hậu tốt. Em xin cảm ơn. Cảm ơn thí sinh số 3. Và bây giờ Lisa sẽ xin mời thí sinh số 6 lên đây. Thí sinh số 6, câu hỏi của bạn là: trong ca dao tục ngữ Việt Nam có những câu rất hay và có ý nghĩa. Em thích câu ca dao nào nhất và tại sao? The Vietnamese culture has a wealth of proverbs, special words of wisdom that motivate one to take positive steps in life and fuel one into acting towards the betterment of their society. Which Vietnamese proverb do you like most and why? Em xin cảm ơn câu hỏi của hai chị. Trước khi em trả lời câu hỏi của em xin gửi lời chào thêm một lần nữa đến quý vị khán thính giả cũng như là chào ban giám khảo. Câu ca dao tục ngữ Việt Nam mà em yêu thích nhất đó là câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước con nguồn Thái La, một lòng thờ mẹ kính cha, cho toàn chữ hiếu mới là đạo con. Em yêu thích câu ca dao này nhất bởi vì câu ca dao này dạy cho em hiểu biết được cảm ơn cha mẹ mình. Cha mẹ của em cũng như là cha mẹ của rất nhiều người tứ tuổi bằng em đã phải xa quê hương để di dân tới Mỹ, một nơi xứ lạ quê người, có thể cho được em một tương lai tốt đẹp hơn. Em không bao giờ có thể quên được tất cả sự hy sinh, yêu thương và lo lắng ba mẹ đã dành cho em. Cho nên em tin rằng em muốn đem được những thành công trong cuộc sống của em để có thể báo hiếu được cho ba mẹ của em. Em tin rằng một người hiếu thảo mới là một người tốt và từ đó mới có thể làm việc được cho cộng đồng.